đơn vị hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn cái chiếc xe Honda SH Ý 150 nhập nguyên chiếc. Honda SH Ý nhập nguyên chiếc 150. Đây là phiên bản mẫu đời giữa nha các bạn. Nó mẫu này là 206, 207, 208. Và với chiếc xe này em nó có cái màu đỏ đô đặc trưng. Màu đỏ từ trên xuống dưới nè các bạn, còn khá là mới, liền ra sàn đen. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài đều rất là đẹp. Đây, từ tay thắng luôn các bạn thấy không? Còn rất là sạch. Và đặc biệt là công tắc đèn là chưa mổ luôn nha các bạn. Xe này đời nó cũng cũ rồi. Nhưng mà là nó là chưa mổ công tắc đèn. Xe người ta còn được giữ cái chất zin mộc mạc nó như vậy. Xe thì qua 5 tháng thì có dọn lại cho các bạn. Xe qua 5 tháng thì có dọn lại. Nhưng mà là máy móc còn rất là sạch đẹp. Mình mua về là chỉ việc chạy liền thôi. Máy móc 150 thì êm ru, mạnh mẽ, sạch sẽ. Người ta dọn rồi thì mình khỏi dọn các bạn ha. 206, 207, 208 đến giờ là nó cũng khá lâu các bạn. Cũng mười mấy năm rồi. Và đặc biệt là xe này cũng là hồ sơ cầm tay. Xe là từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên là đã được dọn dẹp sạch sẽ hết, đánh bát biết nghiêm chỉnh hết rồi. Giờ mua về giống như gần như là mình lấy nhận một chiếc xe nó khá là mới về vậy đó. Máy móc êm ru. Và với một chiếc xe Honda SH Ý nhập nguyên chiếc 150 này thì mình mong muốn bán với giá là 60 triệu nha các bạn. 60 triệu. Rồi, mình có thể cho bạn nhiều. Xe là hồ sơ cầm tay, bao ổn định số thành phố Hồ Chí Minh, bao ra tên tại thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu mà các bạn có gì ở xa là bao một chuyển về đến tận nhà, hoàn toàn miễn phí luôn. Và khi các bạn có gì mua là một chuyển thử xe test cơ. Các bạn cứ trước khi mua dựa trên tinh thần tôn trọng khách hàng cũng như là phòng mua vừa bán thì chúng ta cứ thử kiểm tra hoặc là nhờ các bạn hoặc là các anh em kỹ thuật kiểm tra kỹ trước khi mua để cho tránh trường hợp mất lòng về sau nha. Xin chào các bạn.